không sợ, không sợ, không sợ. Liêu liêu liêu. Nãy xíu lụm chung pin lên nhé. Nãy giờ lụm 3 lần rồi đó. Ở đây 13 tuổi người ta đã biết là người ta tạo game lên, người ta bán rồi. Có cậu bé 24 tuổi mua nè. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại cái con game kinh dị cho buổi tối ngày hôm nay à. Cái con game kinh dị cho buổi tối ngày hôm nay là một trong những cái con game kinh dị không rất là muốn mua được nó đó, là mình phải thanh toán bằng thẻ Visa đó, là một trong những cái con game siêu kinh dị và giá cả rất là hấp dẫn. Giá cả phải chăng 1 đô 20 ngàn, đâu 24 ngàn, má thì tính ra là 1 đô là cũng phải có 24 ngàn chứ sao là 20 ngàn không được. Đây nha mọi người ơi, đây nha mọi người ơi. Hello con thoại Mỹ nha, hello shop. Rồi vô. À, theo như em Hiếu Ba Len có mọi người có biết về cái game này đó, thì tôi có thấy là trên phần đánh giá diễn đàn thì cái con game này cũng được khá là nhiều các YouTube và những cái người ha làm về nội dung game kinh dị người ta chơi đó. Nhưng mà cái con game này nó có một cái đặc trưng vậy nè, là nó được phát hành bởi một cậu nhóc 13 tuổi làm về đồ quà. Cái con game này là cái con game được làm bởi một cậu bé 13 tuổi và cậu bé ấy chỉ bán cái con game này với giá 1 đô là 20 ngàn thôi nha. Cái này giống như là đồ án tốt nghiệp của cậu bé đó đó. 13 tuổi thôi, chỉ mới 13 tuổi thôi đó. Rồi vô. Không biết đâu sao, con ma nè, này là con ma đó. Ghê đó, ma có bầu hay gì nè má. Rồi vô. Lụm. Hy vọng là đồ quả đó ok chứ mà 20 ngàn đồ quả đó giống như là cái đồ quả thời nhà Minh hay thời nhà Tống chắc tôi chết quá. Để coi ha, cậu bé 13 tuổi, cậu bé 13 tuổi là ha, sẽ mang lại ha, cái con game như thế nào. Is this real? Đây là sự thật. Có thể it can be. Tôi nghĩ là tôi cần phải quốc úp là cần phải có cái gì đó đó. Nhưng mà nó có mặt tại căn phòng này. Mà dịch hay quá, dịch hay quá. Ôi đồ quả đẹp nè, đồ quả đẹp nè nha. Ôi đồ quả này là đồ quả mấy trăm ngàn đó. Ê, nhưng mà bị lắc, đợi xíu cái. Mà bị lắc mấy sắp đợi tôi xíu. Đồ quả này đồ quả đỉnh đó, chứ không phải đồ quả của cùi đâu. Đồ quả này chiêu đó. Rồi, ok. Tại nãy Hiếu chưa có giảm cái kia xuống nên là nó bị lắc. Giờ đỡ rồi đó. Giờ là hết lắc luôn chứ đỡ quần què gì nữa. Máy tính. Quê vậy? Cậu bé 13 tuổi, nếu mà 13 tuổi mà tính hù thì ha, cậu bé sẽ hù như nào ta? Giờ là chúng ta cần phải rời khỏi cái phòng này đúng không? Hay như là... Hồi má, cái hành lang này sao nó hẹp quá vậy mọi người? Ơ, là sao vậy? Sao mình vừa mới mở một cái căn phòng đó ra xong cái có một cái căn phòng khác nữa vậy? Là đi dữ chưa? Hay là cái game này nó kinh dị về mặt tinh thần đó? Cậu bé 13 tuổi nên làm kinh dị về mặt tinh thần hay sao? Cậu bé ơi! Cậu bé đừng làm thất vọng nha, cậu bé bán game 20 ngàn nhưng mà cũng phải đàng hoàng chứ sớm. 20 ngàn thì để cho đi vòng vòng vậy cũng được nha. Trời ơi, cậu bé 13 tuổi mốt làm game kinh dị làm sáng xíu được không chứ làm lớn, làm sáng, làm tối không giúp chơi. Where the hell I am? Cái chỗ địa ngục nào tôi đang ở vậy? Tôi đang ở chỗ quái đâu vậy? Where I am? Thôi 20 ngàn mọi người đòi hỏi gì nữa mọi người, 20 ngàn có vậy thôi là được rồi. Ôi, cậu bé ơi, con quái vật của cậu bé đây nữa hả? Con quái vật này có 4 tay nha, quái vật 4 tay 2 giò. Quái đợt không có bận đồ. Trời ơi, cậu bé này đồ chị quá à. Cho bận đồ vô đi cậu bé ơi. Cho bận đồ vô đi. Đi cứ đi nó cứ gớt vô đầu tôi không hay sao? Cho tự hù tôi nữa má. Không biết cậu bé có cho game này có hù không nữa.
Sao tối ôm vậy? Nó tui lùi vậy má. Con quái vật nó không có xuất hiện sẽ đứt mình đâu đúng không? Hello. Hello. Để cái hũ này đang chi trời. Hũ này rốt cuộc ở đây chi gì trời. Để cho đi vệ sinh. Rồi. Tới đây nè. Tới đây nè. Tới đây nữa má. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Ơ sao không có gì hết trơn vậy? Chỉ là một cái khoảng trống thôi vậy? Là một cái bức tường thôi nha mọi người ơi. Chỉ là một cái bức tường thôi. Cậu bé 13 tuổi ơi. Cậu bé 13 tuổi ơi. Ê từ từ cái đợi tôi xíu cái mọi người. Ví dụ như mà cái gì đó đâu rồi. Đợi tôi xíu nha. Từ từ để tôi tìm cái hình như không có chỉnh sáng rồi. Cậu bé này đồ quả game. Cậu bé này thiết kế game nhưng mà cậu bé không có thiết kế ánh sáng rồi. Hình như cậu bé không cho chỉnh độ sáng. Cậu bé muốn là chúng ta phải chơi trong cái tối tăm gì nè. Rồi cái bình này bị bể rồi mọi người ơi. Hồi nãy giờ nó không bị bể nha nhưng mà bây giờ nó bị bể rồi. Rồi vậy là cũng tới rồi đó, tới rồi đó. Bạn không có. Bạn có biết có người ở đằng sau bạn không? What the fuck, có người đằng sau thiệt không vậy cậu bé? Chưa bao giờ là cái chơi game nào mà nó đưa ra cái ụ gì luôn á. Dạ. Ờ dạ. Ờ dạ. Ờ nha. Ủa? Có ai đâu má? Có ai đâu? Có ai đâu cậu bé ơi? Cậu bé ơi, cậu bé. Có ai đâu cậu bé? Ủa sao cậu bé kêu là phía à, phía sau mình cũng có thể là đi ở phía sau nữa mà chưa đó. Có thể là ở đây nè, mình phải đi ngược lại á. Ủa cậu bé ơi. Cậu bé nói là phía sau tôi mà tôi có thấy ai ở đây đâu cậu bé. Cậu bé 13 tuổi ơi, là cậu bé 13 tuổi. Được, được, cậu bé hù được á. Thì ra là ở phía sau mình có người thiệt má. Thì ra là ở phía sau mình có người thiệt chứ không phải là không có người má. Rồi cậu bé đưa tôi đi đâu nữa đi trời. Hai chục ngàn dữ chưa cậu bé. Rồi cậu bé đưa mình đi đâu nữa rồi má, nó hù cái rồi đưa đi đâu nữa rồi. Trời ơi là trời. Má chơi game gì thế thôi. Đang chơi game cái gì đó tôi sợ lòi phọt chú pin. Trời ơi nó hù cái phọt chú pin rồi má ơi. Nó hù cái phọt chú pin rồi. Cái gì đây? Có không? Có ai không? À nó bắt mình phải quay mở cửa mọi người. Ủa sao mở không được? À, hình như là Hiếu cần phải xoay ba cái bánh bánh như vậy luôn á. Ba cái lận mới con cái à. Trời ơi, sao cái đường nó hẹp quá vậy? Hẹp quá không dám đi luôn á. Đi đường khác đi được không? Đây rồi, một cái nữa. Chơi chưa? Ok. Má cậu bé thiệt luôn á. Hồi nãy cậu bé khù quá đó là cái từ đó giờ tôi chưa bao giờ mà tôi gặp phải cái trường hợp đó luôn á. Kể từ lúc mà tôi có cái màn hình máy tính tôi có cái card GTX 3060 với lại cái chip coin 5 đời thứ 11 bữa mua mười mấy triệu, tới giờ là chưa bao giờ tôi gặp phải cái trường hợp hù sợ địch vậy luôn. Sợ cũng được thôi chứ cũng không giờ ghê lắm, nhưng mà không ngờ cậu bé chơi mất dạy vậy đó. Mà cậu bé khù, cậu bé 24 tuổi. Trời ơi sao chỗ này hẹp quá vợ. Cậu bé ơi. Đây nếu nha, nếu với một cậu bé, nếu với một góc nhìn của một cậu bé 13 tuổi thì nếu mà cậu bé cho hù ở này thì Hiếu nghĩ là cái khúc quay này chắc chắn là sẽ bị hù. Thiệt nếu mà tôi làm game
là cái khúc quay này sẽ bị hù. Cái khúc quay này quay xong cái người quay lại sau lưng cái là có con ma đứng hù. Hoặc là nó để hai cái tay nó che con mắt mình lại, tối màn hình xong cái chuyển cảnh. Theo tôi nghĩ là vậy. Không có luôn hả? Phải check góc quá, check map cái lỡ nó núp ở đâu đó là sao? Cửa mở hết rồi đó, đủ 3 cái rồi đó. Xong rồi đúng không? Ôi! Ôi! Trời ơi, con bé hùng mất dạy quá à. Con bé hùng mất dạy uống miếng nước kìa má. Từ để tôi lụm chú pin tôi lên nhé. Tôi lụm chú pin lên nhé. Bỏ vô quần lại mà. Bỏ chú pin lại vô quần nha. Cô bé hù lòi. Cô bé hù rớt chú pin ra ngoài luôn á. Rồi đi sao nữa? Rồi đi đâu nữa? Có đường nào đi đường đó đúng không? Ôi trời, hết hồn cô bé. Thật nhiên cô bé để hình đợm ở đây dở. Làm hết hồn luôn á bà già. Ủa cậu bé mà quên. Cậu bé mà. Ông già mới đúng. Ôi má ơi, sao tôi thấy tôi nghi nghi quá mọi người ơi. Sao tôi nghi nghi quá à? Ừ, rồi bác. Ơ là heo. Ôi trên, ôi như trên đầu mình nữa. Oh my god. Rồi giờ sao đi qua được? Giờ đi qua được không? Ờ đi qua được nè. Thôi đi qua đi qua đi. Thôi nó ở trên, nó má nó ở trên, nó kéo về xích lên đó. Thôi đi 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 đi. Đi ở lại lát nó cạp lòi chú pin nữa. Biết mà, cái khúc đó tôi có chuẩn bị tâm lý rồi. Khúc đó tôi có chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi biết chắc chắn là sẽ hù. Không muốn qua mặt tôi được nữa đâu, cậu bé 13 tuổi. Không có nữa đâu. Ha. Vài lần thôi chứ chú pin đâu rớt hoài má. Rớt hai cục rồi. Nó trước mặt mình luôn kìa. Con má trước mặt tôi luôn kìa mọi người. Ở đằng sau hết đường đi rồi. Nó trước mặt tôi luôn nè. Rồi giờ sao? Nhưng mà tôi đi không được nữa. Ý là giờ sao á? Giờ là phải đi ngược lại rồi. Nè mấy cái này dễ bị hù lắm á nha. Tôi nói thiệt á, mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi nha. Khúc này nè, khúc này bị hù nè. Mặt tả vô đi nha mọi người, coi chừng bị lọt phọt chú pin đó. Ơi, nó hù cái phọt chú pin ra ngoài. Ôi, ôi, gì là tự nhiên tự đóng cửa vậy? Chú pin, ổn không? Ok, không sao đâu. Người ta đi hát, người ta còn ỉm quần được mà nói chuyện mình. Mình chơi game mình ỉm quần cũng là chuyện bình thường thôi. Người chuyên nghiệp người ta còn ỉm quần mà nói chuyện mình, đúng không? Có tiếng đồng hồ. Có tiếng đồng hồ nha. Ôi cái tiếng đồng hồ càng ngày càng gần á. Đừng có xạo quá bác ơi. Xạo quá, cái tiếng đồng hồ cũng giật mình nữa nè. Trời, cậu bé 13 tuổi này làm game được á. Game vậy mà được làm từ cậu bé 13 tuổi hả? Game vậy mà bán 20 ngàn. Ê, game này là game kinh dị rẻ nhất rồi đó giờ chơi luôn á. Hình như là không biết có phải là một mình cậu bé làm hết luôn á. Cậu bé làm đỉnh thiệt á. Cái gì vậy? Cái gì đây? Trời ơi, có dạy đốn luôn hả cậu bé 13 tuổi? Cái gì nữa đây, rồi xong rồi. Thì cậu bé 13 tuổi rồi, chúng ta phải giải đố của cậu bé 13 tuổi nữa rồi. Đợi tôi xíu đi, dịch cái má. Dịch coi. Cậu bé 13 tuổi, giải đố của cậu bé 13 tuổi. Chim bay về hướng Bắc, vào mùa hè hướng Đông, vào mùa xuân hướng Tây.
Rồi sao nữa? Nhà mùa xuân hướng Tây rồi sao nữa? Và phía bắc của cái nước. Khoan đã. Con chim bay về phía bắc vào mùa hè. Và vào mùa đông. Con chim bay về phía bắc vào mùa hè. Bông đông tây nam bắc. Đông tây nam bắc. Nhưng mà có biết hướng nào hướng bắc, hướng nào tây, hướng đông đâu. Con chim bay về hướng bắc. Con chim bay về hướng bắc hả? Con chim bay về hướng bắc. Ủa là sao má? Con chim bay về hướng bắc. Cái này là tây, bắc là phải lên trên đúng không? Con chim bay về hướng bắc. Mình theo cái từng cái gợi ý đi. Con chim bay vào hướng bắc vào mùa hè và vào mùa đông là hướng tây. Hướng tây vào mùa đông. Tây vào mùa đông hả? Tây vào mùa đông. Tây đây hả ta? Tây vào mùa đông. Tây là bên trái đúng không? Bắc là bên trên. Tây đây. Rồi và cái shoot in the winter, wet in fall, shoot the winter, cái này nghĩa là gì? Đông vào mùa xuân, à, đông vào mùa xuân, tây vào mùa thu, về miền Nam vào, à, đông nha, đông trước, đông là bên này, tây là bên này, rồi và phía nam thì là cái này chỉ xuống. Nó là cậu bé 13 tuổi mà. Cậu bé 13 tuổi. Đơn giản đúng không? Rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần là chúng ta phân biệt được đông, tây, nam và bắc. Thì tây là bên nào? Tây là bên phải. À, tây là đâu? Tây là bên trái. Đông là bên phải. Bắc là ở trên, nam là xuống dưới. Trời ơi. Theo từng dòng dữ liệu là chúng ta sẽ giải được bốn cái. Đông, tây, là bắc. Sao giỡn cái tôi được cậu bé? Cậu bé 13 tuổi. Ở đây cũng có một cậu bé 24 tuổi. Cậu bé 24 tuổi chỉ biết chơi game thôi chứ cậu bé 24 làm được gì cho đời hết. Ở đây 13 tuổi người ta đã biết là người ta tạo game lên người ta bán rồi. Có cậu bé 24 tuổi mua nè. Cái gì ở cái gì trước mặt vậy? Cái bàn hả? Quá trời nghèo, sao đây có cái bàn vậy? Càng đi thấy nó càng hẹp vậy ta. What the hell vậy đây nữa vậy? Cậu bé 13 tuổi ơi. Em tới thu tiền điện á. Anh Ba ơi. Anh quái vật ơi, dù là quái vật nhưng mà nhà mình vẫn xài điện á, anh hiểu không? Nhà mình vẫn xài điện á, anh ơi, ra anh trả tiền điện đi anh ơi. Anh ơi. 1 2 3. Anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Ảo kìa. Ê, như ảnh sợ ảnh đèn hay sao á. Ảnh nè. Anh ma nè. Ở đứng trước mặt tôi luôn nè má. Ủa rồi sao nữa? Ủa? Ủa rồi giờ sao? Ở đâu rồi? Ồ khoan đã. Ủa là sao? À key à key. Một cái chìa khóa à. Sao ông nói? Trời ơi là trời. Ông nói sao biết ông nội? Đừng tưởng ma ma nha. Có thấy có chìa khóa đây, có mày nói cho người ta biết. Lúc cái đát đồ, key đồ, ta biết người ta lậm. Lỡ tôi thấy luôn, tôi chạy đi chạy lại ngoài này sao tôi biết nữa. Mẹ đó. Ma đó mà chữ nó cho cái chữ nó cho nó hiểu không cho nó biết cái lùng má đó cái gì vậy trời ơi
cái gì, xin lỗi mọi người, lỡ chữ tề rồi mọi người ơi. Trời ơi, con bé 13 tuổi ơi. Trời ơi, tôi còn chưa hết, tôi còn chưa có chứng tỉnh lại được nữa. Con bé 13 tuổi nay nó hù con bé 24 tuổi đụng mấy như chú bé khề vậy đó. Không sợ, không sợ, không sợ. Liêu liêu liêu. Không sợ. Nãy xíu lụm chu pin lên nhá. Nãy giờ lụm 3 lần rồi đó nha. Cái game gì có 20 ngàn mà hù từ nãy giờ rớt 3 cục chu pin. Cười phọt chu pin. Ai lộn, sợ phọt chu pin. Nó lộn má. Sao cứ vậy hoài vậy? Sao cứ vậy hoài vậy? Sao cứ hù vậy hoài vậy? Sao cứ hù vậy hoài vậy? Nãy giờ gớt nhiều chu pin lắm rồi đó nha. Yeah. Nãy giờ hù phọt nhiều chu pin lắm rồi đó. Nó hù rồi nè. Hù vậy hoài má, ai đỡ nổi. Là có hai, là game này có thực sự là 20 ngàn dưỡng chưa má. Để cái ghế vậy là cái chặng đường hả? Để cái ghế vậy là chặng đường thì con bé 13 tuổi. Ví dụ mà tôi dạt cái ghế qua tôi đi được không? Thay vì như vậy, thay vì để cái ghế đó, thì cậu bé nên để chữ là chặn. Thấy không? Hoặc là không đi được, để vậy đi nó còn thiết thực hơn, để cái ghế nhìn khó chịu ghê. Mở cửa ra bị hù nữa. Mở cửa ra cậu bé 13 tuổi hù nữa nè. Bệnh lại đi chứ, cười phọt cho anh rớt, nó hù phọt chu pin nữa đó. Nó đổi chỗ rồi má ơi. Nó đổi chỗ rồi nha. Nó đổi rồi đó. Nó đổi chỗ rồi đó nha má. Đổi địa điểm rồi đó. Chuẩn bị đi đó, chuẩn bị đi đó. Chuẩn bị đó, chuẩn bị đó. Nó hù phọt chu pin nữa nè. Ấy ví dụ mà mình chơi game mà mình yểm quần là chuyện bình thường đúng không? Người ta hát người ta còn yểm quần mà nói chuyện mình, đúng không mọi người? Nên là nếu mà nó có hù mà tôi kiểu như là tôi có cái tẹt cái gì đó thì người cũng hiểu nha. À, cái gì đây? Nó nói gì vậy? Lại khi tôi thích cái âm thanh lét, cái âm thanh la hét đó hả? Rồi, nó thích âm thanh la hét hả? Vậy thôi mình đừng la, nín lại đi. Nó có hù cũng đừng la nha, ví dụ mình đừng có hù thì đừng la lên, hù nín lại má. Nó nghe cái âm thanh la hét đó, mình la hét lên là nó giết mình đó. Hello, sao mình mở cửa hoài vậy, game đủ mới game giả lập mở cửa à? Game giả lập mở cửa hay sao? Game giả lập thu tiền già hả má? Đang chơi game tôi chuyển sinh thành người á, trong coi khách sạn lúc nào không hay. Rồi nãy giờ tôi mở chiều cửa lắm bây giờ, mở nữa hả? Vẫn còn mở cửa được hả? Ví dụ bố mình để mấy cái cửa để tự mở luôn được không? Xong rồi. Giờ ví dụ mình ngồi mình nói chuyện xíu được không? Mình ngồi nói chuyện 5 phút đi rồi mình chơi tiếp được không? Chứ sao mà mở cái cửa ra nãy giờ vẫn còn đèn, cái tự nhiên giờ mở cái cửa ra cái tối thui tù lùi vậy bác. Không ấy cho tôi mở cửa đó đi cũng được á, cho tôi mở thêm chục cái cửa đó đi cho tôi tấn ngang lại đi rồi tôi đi vô được không? Cái gì vậy? Cái này là cái xưởng sản xuất cái bế hay sao vậy? À không mọi người ơi, thịt người đó. Trời ơi cái đầu nè má, thấy ghê quá. Mấy bạn nào sợ những cái yếu tố máu me mấy bạn đừng coi cái này nha. Trời ơi, nhỏ nè. Trời ơi là trời mày có là nấu bún bò rồi. Cậu bé làm hơi giả tạo xíu nha cậu bé ơi. Cậu bé 13 tuổi ơi, mà thiết kế cái khúc này hơi giả tạo xíu nha em, nhìn nó hơi xào xạo á. Nhưng mà thôi 20 ngàn mà đòi hỏi gì nữa. Nữa hả? Sao giả làm mở cửa hoài vậy cậu bé? Giả làm mở cửa hoài vậy, trời ơi là trời mạnh quá. Cái tiếng gì nữa đây? Ai da dị binh đại à? Nam tử Hán thì đại trượng phu. Quý lộn không lại bù khu giáng hòa.
sư phụ. Tên 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 nên tìm một cái cách gì đó khác. Gì gì vậy là có thật sự được gợi ý vẫn chưa? Gợi ý gì vậy? Ơ? Ơ? Có được không? Sao nó đưa lại cái đường này đi rồi? Nì chén hoa chan tiền chén hoa chan nì chén hoa chi số xiên chén chén xiên yu chén chén chia 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 như hoàn xiên hello hello. Can you hear me? Đường tăng đi tới Mỹ rồi bác. Can you hear me? What the name? My name is Đường Tăng. How are you? I'm fine, thank you, and you? Oh, cửa mở rồi. Ok, đi thôi. Tèo 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 tèo. Ủa sao tới ngõ cụt rồi má? Cái gì vậy? Nó kìa. Ồ vậy là mấy cái dây xích này là một dây xích, vậy là tượng trưng cho một người đó hả? Ồ cuối cùng chúng ta cũng thấy được chân dung của cái con quái vật cuối cùng rồi. Cái con quái vật này nó có 5 cái tay, 2 cái chân, 3 cái giòi. Tôi mệt quá. I tried, tôi wake up, tôi quá mệt đã dậy rồi. Tôi không dậy nữa. Nhưng bây giờ tôi là một của cái đó. Và cái bạn sẽ bi tu và bạn sẽ cũng sớm thôi, bạn cũng sẽ như vậy. Hết hồn má, đang tính giật luôn á, nó giật cái làm giật luôn á, giật mình luôn á. Rồi hết chưa? Cảm ơn vì đã chơi. Tên tôi là Vasco Rocha, tôi 13 tuổi và đây là game tôi làm trong 2 tuần hả? Oh my god. Tôi tưởng là cậu bé 13 tuổi là làm cái này trong vòng 1 năm đó, mà nó làm trong 2 tuần làm ra con game này hả? Oh wow, hay ấy chứ. Rất là cảm ơn em. Nhưng mà em bán cái game này 20 ngàn rồi cũng ok đó, bán 20 ngàn chơi chứ bán 40 chơi đó.